Nam lên KFHK 300 y nha anh em. Xe đời 2016 mà nó còn mới như là đời 2026 nha anh em, dòm im. Rất là mới. Em tính đợi gửi cái bujin về, em gắn cái bujin vô rồi em mới review. Nhưng mà thôi, để review lên sớm để cho anh em nào quan tâm thì liên hệ luôn, làm việc trước. Chút nữa nó đem cái bô tới thì em gắn cái bô riêng lại, em trả cái bô bốn rớt này ha. Mình thì thích đồ riêng hơn. Xe này thì rất là mới, màu đen nhám, đi mới có 7-8 ngàn vậy thôi. Đó. Mới nha cả nhà. Nhìn rất là mạnh mẽ nha cả nhà, mới lắm. Chuẩn bị không một chiếc chày gì đó nha, rất là đẹp. ABS ha, ABS rất mới nha cả nhà, mới lắm. Chị em mua xe tại cửa hàng thì cứ yên tâm, xe máy trình video hôm sau thì ở ngoài nó đẹp hơn, đẹp hơn như thế này. Bán giá 187 triệu, bao giá cả thị trường và bao luôn cả hồ sơ cho cả nhà nha cả nhà. Đó, cả nhà mắc rẻ gì thì cứ đi tìm hiểu các cửa hàng khác bán như thế nào đó rồi quay lại mua cũng không muộn. Em bao giá cho đấy, tùy theo xe. Với cái xe đẹp như thế này thì ở nhà đi các cửa hàng khác thì họ bán ra này nó dính đấy, cái này chùi mới chùi, nó bị cái nước chùi chứ không thấy bị gì nữa cả nhà, bao lỗi. Các cửa hàng bán thì không có giá như ở em bán đâu nha cả nhà. Rất mới luôn, mới từng cm nhỏ nha cả nhà. Rất chi tiết, đi dùng đi. Mình mua cái xe lớn tiền thì mình đừng có tiết chi đôi 3 triệu hay cả nhà ha, mình đi trả giá tới trả giá lui. Tại vì người bán là người ta bán cái xe thì phải muốn bán nhiêu bán, người ta cũng nghiên cứu thị trường hết đây các bạn, ta cũng so sánh cửa hàng này cửa hàng kia. Bây giờ cái gì nó cũng có sự cạnh tranh đó đó, chứ không phải cái nhà muốn bán nhiều bán, muốn nói nhiều nói. Nó thành ra cả nhà thông cảm, đừng có mặc cả giá cả, đừng có trả giá tới với giá lui. Em thì có tánh không có thích làm càm, với cái thời gian không có các bạn, cả nhà. Chứ đừng có alo à, cứ trả giá em nói trước rồi em không bớt đâu. ABS đang nè, hệ thống ABS đó ha. Bảy nghìn không trăm hai mươi lăm nữa cả nhà, rất là mới. Này là hai gương hậu nữa nha cả nhà, hai gương hậu đó. Còn này là cái chìa khóa đó. Thì đối với cái dòng
SH ý 300i này á, thì em nói cả nhà coi Diêm đó, cả nhà mà đừng có nhầm tưởng là nó mắc một chìa nha, tại vì nó dòng SH 300i của Ý thì đời 2017 lên trở lên, nó bắt đầu nó mới sản xuất 2 chìa khóa. Còn đối với dòng 2016 trở xuống thì nó chỉ có một chìa thôi nha cả nhà. Đó, em báo gì đi cho quý anh chị em nắm được cái thông tin kỹ thuật của nó, chứ không khéo mà nó mất một chìa. Rồi em nổ máy. Cái bô này thì không phải bô rin nha, em sẽ gắn bô rin đi cho nó liền xe, đẹp xe. Cái này chiếu là nổ máy cho cả nhà nghe đỡ đó. Này là phải bóp hai thắng rồi. Với cái phân khối 300i thì cái độ mạnh nó kinh khủng lắm nha cả nhà. Hôm trước em có chạy thử đi cà phê, em bắt đầu khởi động ở chỗ cái làn đá mạt đó, tung bánh luôn. Em thử dặn nhẹ một phát mà nó tung bánh luôn, làm cái rọt tiếp lắm, tốc độ nó mạnh lắm. Bởi vì ga này kia được cả nhà về dặn ga vừa phải thôi, đừng có tưởng như cái dòng SH Việt Nam mình mà dặn với tần suất ga lớn là rất nguy hiểm ha. Rất là mới, nói chung là rất là mới, mới lắm, mới từng chi tiết phải quay rất là kỹ nha. Bao hết kiểu ABS này nhanh nè, nhanh phải nhanh trái rồi, rồi nó không có vẫn như mọi khi là nó không có công tắc đèn nha cả nhà, nó chỉ có pha cốt thôi chứ không có công tắc đèn. Đây. Xe này chung là zin nguyên bản, rất đẹp, màu đen nhám, đẹp nhất phân khúc. Với thay đổi xe này thì mình xài nó thì mình phải có bằng lái A2 cả nhà, chứ A1 mình không có đủ cấp bậc để mình chạy nó đâu. Đấy, chứ không khéo không biết chạy vỏ rim chưa thay, rất là dày nha các bạn. Không khéo thì chạy không có bằng, cái không biết công an nó ới phát rồi nó phạt cho đó. Rất là mới nha. Cái bô này nó già nó mắc hơn bô rim nữa. Nhưng mà em chọn bô rin thôi, đi đồ rin về nhìn cho nó cứng hình, nó đẹp. Xe này mới lắm. Quá mới. Nhà xem cái cốt đùm sau này thì cũng chưa có mở nha cả nhà, để xe còn mới lắm, không có mở cốt đùm sau này làm gì đâu, tức là chưa có thay vỏ, chưa có giá trong giá gì đó cả nhà. Đấy, xem đây còn nguyên zin, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, khá là đẹp và khá là chi tiết cho một em SH 300i được phép xe máy bán với giá là 187 triệu. Đó là giá nó bao gồm cả phí rút hồ sơ cho cả nhà. Cả nhà coi xem được thì liên hệ mua ủng hộ
còn giá đó thì bớt xe máy không bớt nữa nha cả nhà ha. Rồi em sẽ xếp xe máy, xin chào cả nhà.